Đại Nghĩa chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Đối Mặt Thời Gian. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần thứ sáu 21:35 trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Goodie đẳng cấp từ chuyên gia đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhóm người chơi đầu tiên của ngày hôm nay để xem họ là ai nha. Xin chào các bạn. Đầu tiên là em ở vị trí số 1, giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin kính chào anh Đại Nghĩa và toàn thể quý vị khán giả cũng như là các bạn cùng chơi. Em là Phước Thịnh, em là diễn viên. Và em thường tham gia vào những cái sản phẩm như thế nào? Web drama hay là phim truyền hình hay là điện ảnh hay là MV ca nhạc, cái nào em? Dạ, em tham gia những cái mà anh vừa đọc luôn. À, làm hết luôn đó hả? Dạ. À, tức là trước đây em học trường sân khấu ra, xong từ lúc ra trường tới giờ là mình hoạt động rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà cũng trong cái phạm vi là một diễn viên thôi. Dạ. Rồi mình có một cái dự định gì riêng cho bản thân mình chưa, hay là mình chỉ đi mình tham gia những sản phẩm của các đồng nghiệp khác? Dạ, em cũng đang tìm cơ hội cho riêng mình. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 29 tuổi. 29 tuổi rồi, có gia đình chưa? Dạ. Hay có một phút ngừng nhẹ, có một phút ngừng nhẹ, tức là nhiều khi có những cái chuyện chưa muốn khoe, chưa muốn tiết lộ, phải không? Dạ. Thật ra 29 tuổi vẫn là một cái tuổi mà một người đàn ông đang trên cái quá trình mà lập nghiệp ha, đang quá trình định hình cho cái sự nghiệp của mình. Một chút cho em gặp được may mắn và thành công trên cái bước đường mà em đang đi nha. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đó là vị trí số 1. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với vị trí số 2 nha. Chào em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Em chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Đối Mặt Thời Gian. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Giang Tài. Nghề nghiệp hiện tại của em đang là ca sĩ, diễn viên. Võ Gia Tài hả em? Võ Giang Tài ạ. Giang Sơn á hả? Giang Dở. Ai da trời ơi. sao tự nhiên mà là quy qua cái tên mình nghe nó chia ly quá vậy? Đó là tên thật của em hay là nghệ danh? Dạ, tên thật của em luôn. Em có học trong sân khấu ra không hay là nhạc viện ra? Dạ không, em học các lớp huấn luyện ở... À, các lớp huấn luyện ở bên ngoài, hoạt động tự do. Dạ. Rồi mình tham gia được bao nhiêu phim, bao nhiêu sản phẩm ca nhạc rồi? Phim thì em cũng đóng một vài sản phẩm thôi. Ừ. Cũng chưa có định hình được gì nhiều lắm ở bên mảng diễn viên. Nhưng mà về ca hát thì em có... À, tham gia cover một vài sản phẩm. Mới có cover lại một vài bài hát của các ca sĩ khác thôi. Dạ. Vẫn chưa có sản phẩm của riêng mình, vẫn là những bạn còn rất là trẻ thưa quý vị. Dạ. Và hiện nay họ đang trên cái quá trình lập nghiệp của mình, cho nên là cũng sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt mà em cần phải vượt qua để định hình mình trong mắt khán giả ha. Dạ. Chúc em thành công. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, và tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với gương mặt cũng không xa lạ gì lắm. Dạ, trong cái dàn hôm nay thì anh ấy là cái người quen nhất nha. Mà chính vì quen nhất cho nên là dễ dàng cho mọi người nhớ cái tên mình nhất. Đó chính là... Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đức Hải Hoàng. Là một nghệ sĩ trẻ. Hả? Em cũng mới tham gia nghệ thuật. Dạ. Đây này, hôm nay em mặc áo này em tượng trưng cho số tuổi của em đó. À, anh tưởng đây là cái số năm em đã làm nghề rồi đó chứ. Anh đoán thật là tinh tế. Dạ, hiện tại thì công việc của em vẫn là liên quan đến nghệ thuật. Em vẫn đang hoạt động ở các mảng như là sáng tác, những ca khúc, rồi thu âm, rồi dẫn chương trình, rồi lồng tiếng, rồi đặc biệt là cái khả năng diễn xuất của em rất quan trọng trong các bộ phim, đó chính là diễn viên quần chúng nè. Nói gì chứ anh đã từng coi thấy Hoàng tham gia một số phim, nếu không nói là cũng khá khá rồi đó chứ. Dạ, cũng khoảng trên 5 phim rồi anh ạ. Em xuất thân là ca sĩ, là rapper, là người sáng tác, không có là diễn viên chuyên nghiệp mà tham gia được tới hơn 5 bộ phim điện ảnh cũng là nhiều lắm rồi. Dạ. Nhưng mà sắp tới là có dự định là mình sẽ phát triển thêm ở cái mảng đó không? Dạ, em lại đang rất là yêu thích cái mảng lồng tiếng. Và em sẽ cố gắng làm sao để từ mảng lồng tiếng đó mình luyện tập được những cái cách phát huy những cái ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm trong giọng nói của mình. Anh thì thích rằng anh sẽ được tự lồng tiếng cho bản thân mình. Dạ. Tự lồng tiếng cho những vai diễn của mình. Cảm ơn em, đó là Hoàng. Nhưng mà chúng ta vẫn quen gọi anh ấy là Hoàng Rapper. Nhưng mà đến với chương trình này là phải bỏ cái phần sau đi, lấy cái tên thiệt của mình thôi. Dạ, dạ. Là Hoàng không thôi. Dạ. Ok, cảm ơn em. Tiếp theo, mời bạn số 4. Xin chào anh Đại Nghĩa và các bạn cùng chơi. Em tên là Hoàng Dũng. Thì trước đây công việc của em là trợ lý nghệ sĩ. Và hiện tại thì em đang làm ca sĩ và diễn viên. Hồi trước làm trợ lý nghệ sĩ, còn bây giờ mình làm nghệ sĩ luôn hả? Rồi dạ. Giờ mình có ai trợ lý cho mình chưa? Dạ chưa anh. Mình tự làm trợ lý cho mình luôn. Dạ. Em thường hát dòng nhạc gì? Em hát được nhiều thể loại lắm. Nhưng mà là chưa có cái nào là nó định hình cho em cả. À vậy hả? Dạ. Tức là bản thân em cũng chưa nhìn ra được rằng mình phù hợp với cái thể loại nào nhất. Dạ. Quay qua hỏi anh Hoàng liền. Đó. Anh Hoàng là người có kinh nghiệm trong cái vụ này lắm. Hoàng ơi, hồi xưa em có vậy không Hoàng? Dạ, cũng hoang mang nhiều cái lắm. Nhưng mà mình phải làm. Bởi vì phải có những trải nghiệm thì mình mới có được những kinh nghiệm. Ví dụ như trong âm nhạc mình có rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nhạc sôi động, nhạc nhảy múa, hoặc là nhạc trữ tình, nhạc ballad, nhạc bolero vân vân. Thì mình cứ tham gia, mình cứ thỏa mình hết đi.
rồi sau đó dần dần mình sẽ thấy rằng à cái nào nó phù hợp với mình nhất để mà mình lựa chọn, thì lúc đó mình sẽ định hình rõ về mình hơn ha. Yeah. Rồi cảm ơn em, đó là Hoàng Dũng, cuối cùng cô gái duy nhất của chúng ta trong nhóm đầu tiên. Chào em. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Đại Nghĩa, các bạn cùng chơi và quý vị khán giả. Em tên là Thu Hiền, nghệ danh của em là Helen Hồ. Công việc của em là diễn viên, mẫu ảnh và kinh doanh đồng hồ. Giới thiệu luôn là cái tên shop của em là Helen Vintage. Helen Vintage. Rồi và lời cuối cùng là em cảm thấy rất là vui khi đến với game show Đối Mặt Thời Gian. Em cảm thấy cũng hơi hồi hộp một xíu nè, vì nè em biết không? Dạ. Đến với Đối Mặt Thời Gian là em đương nhiên nghe cái tên là mình hiểu rồi đó. Dạ, dạ. Là đối mặt với thời gian. Dạ. Mà trong khi là mình giống như là kinh doanh thời gian vậy. Dạ, đúng rồi. Mình kinh doanh cái thời gian đó, mình kinh doanh cái mà nó chạy thời gian cho mọi người. Em thấy hai cái này liên quan nhau không? Dạ cũng liên quan nhiều đó anh. Có gì em tài trợ cho chương trình dài cái đồng hồ cho anh em được không? Rất là thú vị á, khi một người kinh doanh đồng hồ là một cái dụng cụ để người ta xem thời gian. Dạ. Đến đây tham gia cái chương trình Đối Mặt Thời Gian, rồi nhiều khi thời gian nó trôi qua mình muốn cho nó dừng lại cũng không biết sao cho nó dừng. Bình thường ở trong tiệm mình muốn dừng rút cái cục pin ra. Dạ. Yeah. Còn ở chương trình này là hoàn toàn ha, bà chúa đồng hồ, bà chúa thời gian đây coi như là không có tác dụng gì nữa hết. Dạ. Yeah. Đó là 5 người chơi của nhóm 1 nha quý vị. Đây thưa bà chúa thời gian. Trước mặt của anh đây con 6 cái đồng hồ. Và mỗi một cái đồng hồ này nó sẽ hiển thị một cái gói thời gian khác nhau. Các bạn sẽ không biết cái gói nào là bao nhiêu giây hết. Chỉ có khán giả xem TV ở nhà mới thấy. Nhưng sẽ có một dấu hiệu để các bạn biết rằng đã 30 giây vừa mới trôi qua. Dấu hiệu đó như sau. Đó, nghe ten một cái là đã biết 30 giây rồi. Nó ten thêm một cái nữa là biết 1 phút rồi nha. Lúc đó mình phải chuẩn bị là mình tiếp tục trả lời câu hỏi hoặc là mình chuyển lược để mình bảo vệ cái sự an toàn cho mình. Ở đây trong nhóm mình, ai là người hồi nãy đã bấm nút chọn đồng hồ thời gian? Dạ, đầu tiên em là Hiền. Rút thăm được cái thăm đó đó ha em? Dạ, đúng rồi. Khi mà trả lời đúng á, em có thể em nói tiếp để anh đọc tiếp câu hỏi cho em để mình ghi thêm điểm. Hoặc là nếu như em cảm giác không an toàn, cứ gọi tên một trong bốn người bạn còn lại để chuyển lượt qua cho họ nha. Dạ. Nhớ tên hết mọi người chưa? Dạ, em ở đây em nhớ nhất là anh Hoàng ạ. Đó, nhớ tên Hoàng, cứ gọi tên Hoàng cho anh. Dạ. Cứ nhớ cái tên nào mà mình dễ gọi nhất, nó thuận miệng nhất. Dạ. Vào những lúc cấp bách còn 1-2 giây, Hoàng, trời, nhớ mà gọi. Hiền, đặt tay vào nút bấm, chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho Hiền bắt đầu. Chợ Hạnh Thông Tây thuộc quận nào của thành phố Hồ Chí Minh? Gò Vấp. Đúng. Tiếp. Nước nào có vị thủ tướng đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật Bhutan hay Malaysia? Bỏ qua. Quỹ đạo của máy bay trên không là đường thẳng hay đường cong? Đường cong. Đúng. Tiếp. Quy định nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch được áp dụng từ năm nào? 2007. Đúng. Tiếp. Xà đơn hay xà cừ đâu là tên một loại cây? Xà cừ. Đúng. Tiếp. Ca sĩ nào gắn với các bài hát sau tất cả Ghen Covid em không sai chúng ta sai? Eric. Đúng. Hoàng. Trong bóng đá, poker dùng để chỉ một cầu thủ ghi được bao nhiêu bàn thắng trong một trận đấu? 6. Sai là 4. Đúng rồi. Lễ hội té nước có ở Thái Lan, Campuchia, Lào và quốc gia Đông Nam Á nào? Thái Lan. Sai, Myanmar. Đâu không phải trò chơi đuổi bắt, chi chi chành chành, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây? Chi chi chành chành. Đúng. Tiếp. Để chỉ người ăn nói ba hoa khoác lác có câu cua chấm chấm chấm, múa chấm chấm chấm. Cua môi hoa, hoa môi mép. Cái gì? Cái gì khua môi mua múa mép? Đúng. Thịnh. Ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh có địa danh dân gian gọi là Hồ Con Rùa, tên chính thức là công trường gì? Công trường quốc tế. Đúng. Tiếp. Jasper and Jeans là tên gọi ban đầu của hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nào? Bỏ qua. Quốc gia nào có sản lượng sữa trâu lớn nhất thế giới? Bỏ qua. Vòng quay thiên niên kỷ là công trình nổi tiếng ở thành phố nào của nước Anh? Bỏ qua. Loài cá nào có khả năng nghiền nát san hô chết và thải ra cát mịn? Bỏ qua. Rừng quốc gia Vồ Dơi nằm ở tỉnh nào nước ta? Cà Mau. Đúng. Hoàng. Người sáng lập và hiện là CEO của Facebook là ai? Mark Zuckerberg. Đúng. Đúng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, nhân vật Thúc sinh họ gì? Họ Thúc. Đúng. Thịnh. Động vật nào xuất hiện rất sớm trên hành tinh và được xem là hóa thạch sống? Hình như mới gọi tên Thịnh phải không? Dạ. Dạ đúng. Ai gọi em vậy Thịnh? Bạn nào? Bạn Dũng, Dũng hả? Trời ơi. Gói thời gian 1 phút 45 giây đã dừng ngay vị trí của Phước Thịnh. Như vậy có nghĩa là 1.500 điểm của Thịnh sẽ được chuyển sạc thẳng sang tài khoản của Hoàng Dũng. Thịnh thân mến, mới đến với chương trình,
có 1 phút 45 giây cộng thêm chừng 30 giây giới thiệu phần đầu nữa là được chừng 2 phút mấy mà chúng ta phải chia tay nhau rồi. Buồn không em? Quá buồn anh ơi. Quá buồn. Em có điều gì chia sẻ với người bạn của mình hay không? Em lát về cẩn thận nha cưng. Em nghẹn luôn. Nghẹn luôn, không nói được luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ phải chia tay với Thịnh tại đây, rất là tiếc. Yeah. Anh sẽ gửi cho em một phần quà, nó là một chiếc điện thoại thông minh. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Thưa quý vị, như vậy là nhóm đầu tiên còn lại 4 người mà thôi. À, trong đó có Tài chưa có điểm nào nè. Em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Dạ. Nãy giờ là chưa có ai gọi tên em luôn hả? Mọi người không nhớ tới tên em. Đó là một tín hiệu đáng mừng em à. Dạ. Nhờ anh Nghĩa nhắc là em đã nhớ tên đó, bạn Tài. Bây giờ thì nhớ bạn ấy rồi phải không? Dạ. Tài nha, Tài và Hiền. Mời Tài bấm nút. Đồng hồ số 5. Câu hỏi dành cho em bắt đầu. Loài chim nào được người dân đi biển gọi là chim khí tượng? Bà Qua. Thành Troy cổ nằm ở đất nước nào ngày nay? Bà Qua. Đa Nhiêm, Trị An, Thác Bà, Hòa Bình là tên các công trình thủy điện hay nhiệt điện? Thủy điện. Đúng. Tiếp. Nguyên liệu nào thường được dùng làm màng bọc xúc xích, ruột hay da một số động vật? Ruột. Đúng. Tiếp. Sông nào được coi là biên giới tự nhiên giữa Lào và Thái Lan? Bà Qua. Giống gà chọi bản địa nào có trọng lượng khá nhỏ được nuôi phổ biến ở miền Tây Nam Bộ, gà tre hay gà quạ? Gà tre. Đúng. Tiếp. Câu lương y như phụ mẫu là đúng hay sai? Sai. Đúng. Tiếp. Hệ điều hành Android được ra mắt vào năm 2007 hay 2017? 2007. Đúng. Tiếp. Sóng âm có tần số trên 20.000 Hz tai người không nghe được gọi là gì? Bỏ qua. Loài chim có kích thước lớn nhất thế giới còn tồn tại tên là gì? Đà điểu. Đúng. Anh Hoàng. Hết giờ rồi cưng ơi. Wow, như là một bộ phim. Một mình em đóng vai chính, một mình em viết kịch bản, rồi một mình em kết phim luôn. Em thấy giống như Samurai, anh kết phim lấy dao. Thời gian đã hết ngay lúc em gọi tên người khác. Rất là tiếc khi mà em đã có những câu trả lời đúng và điểm số đã vượt lên rất là cao. Từ không có điểm nào mà bây giờ lên tới 10.000 điểm. Mà bây giờ đau nhất là cái vụ này nè. Tức là không có ai gọi tên Tài hết. Thì cái 10.000 điểm này trả ngược về cho chương trình. Và vừa rồi có thời gian của chúng ta là 1 phút. Mà em thấy Tài chơi với chiến thuật khá là thông minh. Khi mà tận dụng những giây cuối cùng á, để mình có thể triệt hạ một đối phương nào đấy. Là gọi tên em đó Hoàng. Dạ dạ em biết mà. Mà gọi tên em không ấy đấy, 10.000 cho em được không? Tên em à? Phải chim em gọi tên ta trước đi thì em hưởng được trọn gói nha. Dạ, như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với bạn Tài tại đây. Anh cũng sẽ gửi cho em một phần quà từ chương trình, đó là một chiếc điện thoại thông minh. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần thi của ba thành viên còn lại thì hãy nghỉ giải lao trong ít phút nha. Thưa quý vị, đây là vòng thi thứ ba của nhóm đầu tiên. Điểm số của Hoàng và Dũng bây giờ là thấp 2.000 điểm thôi. Và theo cái luật của chúng ta thì ai ở gần cái mé tay trái của anh hơn thì người đó sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Đó là em nghe Hoàng. Cơ hội cho em đó. Dạ. Cơ hội để ghi được điểm cho mình. Đặt tay vào nút bấm nào. 3, 2, 1, bấm. Kết. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho Hoàng. Bắt đầu. Phép chia hết là phép chia có số dư bằng mấy? Bằng không à. Đúng. Tiếp. Trong khu vực Đông Nam Á, hòn đảo nào đông dân nhất? Bỏ qua. Album Map of the South 7 là của nhóm nhạc nào ra mắt tháng 2 năm 2020? BTS. Đúng. Tiếp. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại nào cao hơn sắt hay vàng? Vàng. Sai, sắt. Thức ăn chủ yếu của hươu cao cổ là cỏ hay lá cây? Lá cây. Đúng. Tiếp. Các thể bài trong nghệ thuật bài chòi có dạng hình mái chèo hay con thuyền? Bỏ qua. Thành Phúc. Thời gian đã hết. Wow. Ủa xong mà hồi nãy 1 phút mấy mà. Thì hồi nãy 1 phút mấy rồi. Thì bây giờ nó còn ít lắm. Những cái gói còn lại như 30 giây, 45 giây. 2 phút thì bữa nay chương trình quên rồi. Trời. Không có nhớ tới cái gói đó. Cái gói nó dục ở nhà rồi. Vừa rồi chúng ta trải qua cái gói là 30 giây đó. Ủa mà nó nghe là bình thường. Thấy em là cũng sôi nổi lắm. Cái giọng cũng trên nóc o, cũng trên nóc nhà. Hả? Sung lắm, máu lắm. Sao tự nhiên bữa nay như ông già vậy? Trả lời thức ăn là kỳ. Dạ, tại bữa giờ thức đêm em phải pha sữa bằng bình đó để vợ em nghỉ ngơi, cái em cho con nó bú. Cái thức khuya nhiều quá thì nó có tác dụng là lỏng thể nhớ, rớt cái RAM ra ngoài nên ảnh hưởng CPU. Theo anh thấy thì em rớt luôn cái não ra ngoài rồi. Rồi cũng không có ai
được nhận 5.000 điểm của em luôn đó Hoàng. Ồ vậy hả, bữa nay từ thiện quá vậy ta. Thì bởi vậy hết 15.000 điểm của chương trình rồi mà hai người chơi còn lại không có ai được nhận đồng nào trơn trọi. Xung vào công quỹ hết nha quý vị. Còn với Hoàng rapper, em có điều gì chia sẻ với mọi người trước khi chúng ta chia tay nhau hay không? Dạ, kính thưa quý vị, đối mặt với thời gian hay là đối mặt với bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, chúng ta hãy cứ nên bình tĩnh. Dù cho là cuộc sống hay là thời gian gây ra biết bao nhiêu áp lực, hãy biến áp lực đó thành động lực quý vị nhé. À, vì quá bình tĩnh cho nên Hoàng rapper đã phải chia tay chúng ta đó quý vị. Bình tĩnh tới mức chậm chạp luôn. Anh sẽ gửi cho em một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình. Chào tạm biệt Hoàng rapper. Dạ thưa quý vị, đây là lượt thi cuối cùng của nhóm đầu tiên. Và ai chiến thắng trong cái nhóm này sẽ đại diện bước vào vòng trong nha. Và như chúng ta thấy làm như là theo một cái quy trình đó quý vị. Đầu tiên số 1 ra đi, tiếp theo cái số 2 ra đi, tiếp theo số 3 ra đi, giờ còn số 4, số 5, số nào mới là người đi tiếp đây? Bây giờ thì sẽ là phần bấm nút chọn thời gian của Hoàng Dũng. Mời em, bắt đầu. Số 6, đoán thử coi giờ gói đồng hồ này là nhiêu em? Em nghĩ chắc khoảng... 1 phút 30 giây. Nãy là mình có 1 phút rồi nè. Dạ. Mình có 1 phút 45 giây rồi nè. Mình có 30 giây rồi nè. Dạ. Thì cái này có thể sẽ là 1 phút 30 giây. Dạ. Hoặc là 2 phút. Dạ. Đúng không? Dạ. Hoặc là 45 giây. Dạ. Mà thật ra cái gói nào nó cũng ghê hết trơn. Là bởi vì giờ còn có 2 người. Dạ. Không có nhiều sự lựa chọn. Mình hoặc người ta vậy thôi. Cho nên 2 người ráng lên nha. Câu hỏi dành cho Hoàng Dũng bắt đầu. Châu lục nào có diện tích lớn nhất thế giới? Châu Á. Đúng. Tiếp. Điều nhảy hoặc múa dân gian trên những cây tre được gọi là gì? Múa xạo. Đúng. Tiếp. Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng với 25. Bỏ qua. Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng thuộc 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định và tỉnh nào? Bỏ qua. Ngà voi là do hai răng cửa hàm trên hay hàm dưới biến thành? Hàm trên. Đúng. Hiền. Hoàn thành câu sau, giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề nuôi chấm chấm. Bỏ qua. Gió mậu dịch còn có tên gọi khác là gì? Gió tính phong. Đúng. Dũng. Mike Tyson là vận động viên nổi tiếng ở bộ môn thể thao nào? Bỏ qua. Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Hết giờ. Mike Tyson em chưa từng nghe qua tên của vận động viên này à? Dạ. Em ít xem thể thao lắm mà. Nhưng mà đây có thể xem như là một huyền thoại trong cái bộ môn của ông ấy. Đó là bộ môn boxing. Dạ. Đấm bóp quyền Anh. Vừa rồi chúng ta trải qua có thời gian là 45 giây. Cho nên mình thấy nó hơi nhanh đúng không? Và như vậy là 5.000 điểm của Dũng sẽ chuyển sang cho Thu Hiền. Thôi bây giờ 5.000 điểm chuyển qua cho chị đúng không? Thì mua đồng hồ chị giảm giá lại nha. Trời ơi. Trời, em nghĩ là phải tặng luôn chứ chị. Dễ là phải tặng luôn chứ. Ok luôn, liên hệ chị. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ chia tay với Hoàng Dũng tại đây. Nhưng anh vẫn sẽ dành cho em một cái phần quà. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Còn Thu Hiền, cô ấy là người chiến thắng của nhóm 1 và sẽ đại diện nhóm 1 bước vào vòng sau đối mặt cùng với người chiến thắng của nhóm 2. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với đối mặt thời gian và bây giờ sẽ là nhóm 2 cũng gồm 5 thành viên. Hãy làm quen với từng người một nha. Chào các em. Dạ, chào anh Đại Nghĩa. Bây giờ bạn số 1 giới thiệu cho mọi người biết về mình nào. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa. Em xin chào các bạn cùng chơi. Dạ, xin chào các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tử Đằng. Hiện tại thì em đang ở Gò Vấp. Dạ, tính của em thì không có hấp tấp. Dạ, thì hiện tại thì em chắc là đang là diễn viên điện ảnh một cảnh. Diễn viên điện ảnh một ngày hả? Dạ, diễn viên điện ảnh một cảnh. Diễn viên điện ảnh mà một cảnh là sao? Tại vì năm nay em đã tham gia 3 cái phim điện ảnh nhưng mà chỉ có một cảnh thôi. Tại sao? Tức là... Dạ, tại vì không có được chọn vai nhưng mà chỉ tham gia một cảnh nhỏ trong phim thôi. Mà cái cảnh đó là mình đi ngang qua một cái như một cơn gió? Dạ không, có hay là thoại, sao? Có diễn. Có động mà. Lại một chút phải không? Dạ. Em có học trong trường sân khấu điện ảnh ra không? Dạ, em có học sân khấu kịch. Em học ở đâu? Dạ, thầy Minh Nhí. Học tốt nghiệp chưa nè? Dạ em tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi và bây giờ đang bắt đầu làm nghề. Dạ đang bắt đầu làm nghề và thực hiện ước mơ của mình. Mà mình có cộng tác với sân khấu của thầy luôn không em? Dạ hồi trước thì có diễn nhưng mà bây giờ do điều kiện kinh tế khó khăn cho nên em đi diễn thêm ở ngoài nữa.
Đó là cái tình hình chung em ạ. Dạ. Không phải chỉ riêng em đâu nha. Dạ. Thôi thì với diễn viên trẻ thì anh biết rằng còn có nhiều cái khó khăn phía trước lắm. Dạ. Thôi cố gắng nha. Dạ, dạ. Hy vọng rằng nếu như chúng ta còn gặp lại, em sẽ khoe với anh là em vừa mới đóng xong một vài bộ phim điện ảnh nào đó. Dạ. Mà không phải chỉ là một cảnh mà nó có nhiều cảnh hơn ha. Dạ, sắp tới thì em cũng có tham gia một cái phim võ thuật cổ truyền của Bình Định á, vai chính. Vai chính luôn. Dạ. Hả? Đạo diễn nào em? Dạ, Đỗ Khôi với lại anh đạo diễn võ thuật Võ Đức. À, dạ. Anh thì anh biết anh Võ Đức. Dạ. Thì đó là một cái cơ hội rất là lớn cho một diễn viên trẻ như em khi được đóng một bộ phim điện ảnh mà vai chính luôn. Dạ. Cố gắng nắm bắt cơ hội này nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Và tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen với bạn ở vị trí số 2. Chào anh Đại Nghĩa, quý vị khán giả và toàn thể các bạn cùng chơi. Em tên là Thủy Ngân và hiện tại em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ạ. À. Mình mới tốt nghiệp, mình có đi làm ở đâu chưa Ngân? Dạ thưa anh, là em hiện tại là giáo viên tiếng Anh. À, giáo viên tiếng Anh mình dạy trung tâm hay là mình dạy ở bên ngoài? Là em chủ yếu là em tự mở lớp và dạy bên ngoài. Tự mở lớp dạy bên ngoài luôn, vì sao biết đến chương trình này mà em đăng ký tham gia vậy? Dạ bởi vì là bản thân em là cũng thích những chương trình có liên quan đến kiến thức và cũng được một vài người bạn giới thiệu rồi cho nên là em muốn thử sức và hy vọng là hôm nay sẽ gặp được may mắn. Mà em biết rồi đó, chương trình mình ngoài kiến thức ra còn phải có bản lĩnh nữa, phải có tự tin rồi bình tĩnh đủ mọi thứ hết thì mình mới vượt qua được cái thời gian, cái áp lực lớn nhất trong chương trình này của mình em nha. Dạ vâng. Cảm ơn Thủy Ngân. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với vị trí số 3, anh Di Cá. Chào anh Đại Nghĩa. Chào tụi em. Dạ. Anh gọi tụi em rồi đúng rồi đúng không? Dạ. Dưới đây là anh già nhất thì phải. Cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đối Mặt Thời Gian. Mình là Quách Ngọc Tuyên. Hiện tại thì bây giờ là Tuyên đến đây, Tuyên tham gia chương trình. Bình thường á thì Tuyên khờ, ta kêu là khờ, Tuyên ngu lắm. Bây giờ tới đây để bổ sung kiến thức anh Nghĩa ha. Trời ơi, sao tự nhiên tự nhận là mình khờ, mình ngu vậy trời. Em khờ thiệt. Anh có thấy em khờ đâu. Hả? Anh đâu thấy em khờ bao giờ không, đâu. Không, mặt em vậy chứ khờ lắm. Mong là khán giả sẽ ủng hộ chương trình Đối Mặt Thời Gian cũng như là ủng hộ tất cả các sản phẩm của Tuyên cũng như anh em nghệ sĩ sắp tới. À, cảm ơn Tuyên nha. Bình thường thì Tuyên hay đóng những vai cá tính ha, hoặc là hơn chút ngầu ngầu, hơn chút giang hồ chút xíu, mà tự nhiên giờ vô đây nghe nói trong một cái chương trình về kiến thức rồi áp lực thời gian cái tự nhận mình khờ trước vậy đó. Ủa, mấy bạn xung quanh toàn là bạn giỏi không mà mình phải giống như là mình rào trước phải không em? Không, lỡ như là mình có đi về sớm một chút là cái gì tôi có nói trước rồi đó. Già nhất mà về sớm nhất thì cũng đỡ quê. Khó đâu nha. Già nhất mà về sớm nhất nó mới quê đó. Nói vậy chứ với những cái kinh nghiệm sống cũng như là cái kinh nghiệm va chạm ở bên ngoài, là kinh nghiệm làm nghề bao nhiêu năm, thì anh không nghĩ rằng em sẽ là người ra đi đầu tiên đâu, trừ khi xui quá thôi. Đó là Quách Ngọc Tuyên thưa quý vị. Tiếp theo số 4, mời em. Dạ em xin chào anh Đại Nghĩa và chào các bạn cùng chơi ạ. Em là Phương ạ, em đến từ trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Hiện tại em là chuyên gia giáo dục ở đấy ạ. Em là gì, chuyên gia giáo dục hả? Dạ. Tại sao mình gọi là chuyên gia em mà không phải là giảng viên hay là... Dạ, tại vì là giảng viên thì chủ yếu là đào tạo, còn em là từ A đến Z em kêu hết ạ. Em... Là em tuyển sinh được, em đào tạo được, em đi công tác tỉnh được, em truyền thông được ạ. Trời ơi, em ơi cái trường đó em làm trùm hả em? Dạ, em cũng là trùm xóm thôi ạ. Trùm xóm, trùm trường luôn. Sao mà một người con gái rất là đa năng, rất là giỏi như vậy? Nếu như mà không nói anh cứ tưởng em đang là một sinh viên. Ồ dạ vâng. Thật ra là em đến với Đối Mặt Thời Gian là vì anh mà đến đấy ạ. Vì anh, cảm ơn em. Tại vì anh là một phần ký ức tuổi thơ của em nên em đến đây để được nhìn anh trực tiếp hơn ạ. Rồi khi em nhìn thấy anh bây giờ ở ngoài đời tận mắt như thế này thì em có muốn xóa đi cái ký ức tuổi thơ của em không? Dạ không ạ. Tự nhiên đang thích mình cả một cái quãng tuổi thơ, yêu thích mình, bây giờ gặp mình cái thôi dẹp bỏ hết mấy cái đĩa của anh ngày xưa nha. Em không coi nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, nha. Cảm ơn anh. Và cuối cùng bạn ở vị trí số 5. Dạ. Em chào anh Đại Nghĩa cũng như chào anh Tuyên và các bạn đang chơi và các khán giả đang xem qua màn hình nhỏ. Thì em tên là Đinh Huỳnh Bảo và nghệ danh của em là Bảo Đinh. Và công Bảo việc Đinh. Hiện tại Bảo Đinh ạ. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ ạ. Em thường hát dòng nhạc gì Bảo? Em thường hát dòng nhạc trữ tình, bolero. Dạ. Nhìn thì có vẻ ngầu ngầu nha, cái áo khoác đó. Anh cứ tưởng khi anh hỏi thì em sẽ là già, em hát dòng nhạc trẻ, hip hop hoặc là rap, cái theo theo cái xu thế bây giờ. Thì em thấy là bây giờ mình hát trữ tình mà lúc nào mình xuất hiện cũng là áo vest hoặc là nhìn nó
trữ tình quá thì nó lại không có gì có điểm nhấn, nên là em lựa chọn một bộ đồ nó trái ngược với lại dòng nhạc của em đang theo. Mai mốt phải làm nó trái cho tới nơi tới chốn luôn. Đi tập gym cho cơ bắp nó nổi cuồn cuộn cục cho anh. Không mặc áo khoe body này kia mà hát trữ tình sầu tím thiệp hồng này kia người ta mới hết hồn. Đúng rồi, suy nghĩ của giới trẻ anh ha. Phải mới phải lạ. Mai mốt em hát cải lương mà em nhảy hip hop luôn. Được luôn đó, nha. Chắc em không dám là anh thấy bây giờ trên mạng các bạn hay có cái trend đó, tức là cải lương mà các bạn ấy nhảy theo cái kiểu của các vũ công hiện đại. Đúng rồi. Hip hop rất là hay luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ nè, sẵn đến đây gửi tặng mọi người một câu bolero trữ tình nào đó được không? Em hát một đoạn thôi của ca khúc Dấu Tình Sầu đi ha. Ok, dạ. Mời em. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời dù đang ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên màu mắt. Cảm ơn em, một giọng hát ấm ngọt ngào, dễ thương, truyền cảm luôn. Cảm ơn anh. Nếu như mà tham gia một chương trình mà về ca hát đúng á, thay một cái bộ trang phục ra, mặc đúng cái bộ trang phục của cái dòng nhạc trữ tình vào thì nó sẽ rất là tuyệt vời luôn á. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn Bảo rất là nhiều nha. Và thưa quý vị, đây là 5 người chơi của nhóm 2. Bây giờ thì họ sẽ thi đấu cùng với nhau để chọn ra một người chiến thắng cuối cùng trong nhóm mình. Ở đây, trước mặt anh có 6 cái đồng hồ và mỗi một cái nó sẽ có một cái giá trị thời gian khác nhau. 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và cao nhất là 2 phút. Các bạn khi bấm nút chọn đồng hồ nó sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Các bạn không biết cái gói đó là bao nhiêu giây đâu nha. Và chỉ cần tập trung vào câu hỏi mà thôi. Trả lời đúng, nếu muốn đi tiếp thì các bạn nói tiếp nên đọc câu hỏi. Còn nếu như các bạn muốn chuyển lượt thì hãy gọi tên một trong những người còn lại để chuyển cái lượt trả lời cho các bạn ấy ha. Và khi thời gian nó nhiều hơn 30 giây thì chúng ta sẽ có một tín hiệu để biết 30 giây vừa mới trôi qua. Tín hiệu thế này. Đó, nghe tin một cái là biết đã 30 giây rồi. Nhắm chừng là nên chuyển lượt hay là tiếp tục trả lời để ghi thêm điểm nha. Hồi nãy trong nhóm mình ai là người bốc thăm? Đêm. À, Tuyên luôn hả? Dạ. Người cao tuổi nhất trong nhóm là bấm nút chọn đồng hồ đầu tiên luôn. Mời em đặt tay vào nút bấm. Bắt đầu. Đồng hồ số 5. Đừng quan tâm tới bao nhiêu giây Tuyên nha. Mình không thấy đâu, khán giả xem truyền hình thì thấy. Chỉ cần tập trung câu trả lời của mình thôi. Câu hỏi dành cho Quách Ngọc Tuyên. Bắt đầu. Bào ngư là tên một loài thân mềm chân bụng hay một loài nấm? À, thân mềm chân bụng. Sai, nó là cả hai luôn nha, có nấm bào ngư nữa. À, đường bộ xuyên Á có điểm đầu tại thành phố nào của Nhật Bản? Tokyo. Đúng. Tiếp. Thuật ngữ điện ảnh nào dùng để gọi các diễn viên đóng thế các cảnh quay nguy hiểm? Cascader. Đúng. Tiếp. Ở khu vực trung tâm chợ Bình Tây thành phố Hồ Chí Minh có đặt tượng người sáng lập chợ tên ông là Chú Hỏa hay Quách Đàm? Chợ Bình Tây. Chú Hỏa. Sai, là Quách Đàm. Trong Sự Tích Con Giả Tràng, nhân vật ông lão tên gì? Giả Tràng. Đúng. Tiếp. Emirates Airlines là hãng hàng không của quốc gia nào? Emirates hả? Có thể cho qua. Bỏ qua. Phần nào của quả trứng có mật độ vi chất dinh dưỡng cao hơn, lòng đỏ hay lòng trắng? Lòng đỏ. Đúng. Đằng. Nội tạng nào là cơ quan lớn nhất trong cơ thể người? Dạ dạ. Sai, là gan. Địa danh nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính chứng khoán ở thành phố New York, Mỹ tên là gì? Bỏ qua. Kim loại nào phổ biến nhất trong vỏ trái đất? Nhôm. Đúng. Bảo. Món trứng cá muối caviar nguyên thủy phải được làm từ trứng cá tầm hay cá hồi? Cá hồi. Sai, là cá tầm. Giải quả bóng vàng Việt Nam 2019 được trao cho nam cầu thủ nào? Bỏ qua. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh nào? Bỏ qua. Cuốn từ điển Oxford là ấn phẩm của ngôn ngữ gì? Bỏ qua. Trong truyện Thám Tử Lừng Danh, Conan thích môn thể thao nào nhất? Bóng đá. Đúng. Ngân. Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa loại hormone nào? Insulin. Đúng. Tiếp. Tính đến năm 2019, bộ phim hoạt hình Toy Story Câu Chuyện Đồ Chơi đã ra mắt được mấy phần? Phần 2. Sai, 4 phần. Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp phù sa từ hệ thống sông nào? Sông Mê Công. Đúng. Pháo. Tên của một loại khí hiếm có số nguyên tử bằng 18 ký hiệu AR? Bảo. Wow. Không Bảo. Ai gọi tên em vậy? Ngân đó anh. Trời ơi, em buồn quá. Ngân ơi, Ngân. Trời. Kế bên em là một người nổi tiếng quá mà em.
kiểu tên Bảo nó dễ nhớ đó. À dễ nhớ, còn tên Tuyên khó nhớ khó đọc hả? Dạ phải Tuyên, phải uống lưỡi một tí. À phải bẻ cái miệng nó tha cho em á mà. Mãi tại vì mỏi cái miệng. Tuyên. Tuyên. Mỏi quá, gọi Bảo dễ rồi anh. Dạ. 500 điểm của Bảo sẽ chuyển sang cho Ngân. Và vừa rồi chúng ta trải qua có thời gian là 2 phút. Wow. Ừ. Và Bảo thì mới có 2 phút thôi đã phải chia tay rồi. Trời ơi thật là đáng tiếc nha. Anh sẽ gửi cho em một phần quà nha. Dạ. Là một chiếc điện thoại thông minh, là phần quà mà chương trình dành tặng cho Bảo. Chào tạm biệt em. Rồi em chào mọi người. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng thi đấu thứ hai của nhóm 2. Bây giờ còn lại 4 người thôi, thì Đằng đang có 500 điểm là... Không, không, còn có người thấp hơn em nữa Đằng. Đó dạ. Là bạn Mai Phương, chưa có điểm nào. Em chưa được nói câu chưa nào được trả lời luôn. Chưa ai gọi em luôn á Phương. Tại chắc tại là tại em nhỏ bé quá đi mọi người. Tuyên. Tại cô bé này giỏi quá. À. Né cổ luôn đi. Né hả? Chiếu cố em đó một chút. Nhưng mà bây giờ em sẽ có cơ hội để ghi điểm cho mình đây. Bởi vì em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Mời em. Số 3. Thời gian dành cho em là bao nhiêu? Không quan tâm, chỉ cần tập trung vào câu hỏi giùm anh. Dạ. Câu hỏi dành cho em bắt đầu. 1 MW bằng bao nhiêu kilowatt? 1.000. Đúng. À, tiếp. Tháp đôi Petronas là tên một cao ốc của quốc gia nào? Bỏ qua. Người ta dùng các tế bào máu hay huyết tương của bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh để điều trị cho các bệnh nhân khác? Huyết tương. Đúng. À, chuyển. À, đăng. Bắc Cực hay Nam Cực, ở đâu có quần thể thỏ bản địa sinh sống? À, Nam Cực. Sai là Bắc Cực. Bánh cuốn chả mực là đặc sản trứ danh của thành phố nào nước ta? Hạ Long. Đúng. Tiếp. Trong giao thông đường bộ, biển báo nguy hiểm chủ yếu có hình tròn hay tam giác đều? Tam giác đều. Đúng. Tiếp. Long Diên Hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa có loại cá nào? Bỏ qua. Cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống, cầu nào được khánh thành trước? Cầu Cao Lãnh. Đúng. Tiếp. Trong hệ thống đai đẳng của môn võ Vô Vi Nam, bạch đai chủ yếu dành cho ai? Bỏ qua. Nêu tên của quốc gia đầu tiên phát triển công nghệ đường sắt cao tốc? Tokyo. Là Nhật Bản. Nhật Bản. Loại đường duy nhất không thể chiết xuất từ thực vật là lactose hay gluco? Bỏ qua. Nhà khoa học người nước nào đã phát minh ra World Wide Web? Nước Anh. Đúng. Anh Tuyên. Đội tuyển Argentina được ví với điệu nhảy nào? Tango. Đúng. Tiếp. Trên thị trường thế giới, một thùng dầu thô tương đương bao nhiêu lít? Bỏ qua. Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiễu điều là cái gì? Nhiễu điều là... Bỏ qua. Chó Akita là một giống chó quý có nguồn gốc từ quốc gia nào? Nhật Bản. Đúng. Phương. Vũ khí nào của quân đội Nga được phát xít Đức gọi là dàn... Trời ơi anh Tuyên, anh nghiệt ngã với Phương quá. Em chưa kịp nghe hết câu hỏi luôn á. Đó, chưa kịp nghe hết câu hỏi. Phải chi mà em nhớ tên ta sớm hơn đi Tuyên, là có khi mọi việc nó khác. Phương à, anh có lỗi với em quá. Đăng. Phương. Là hết giờ rồi. Không nhớ kịp, phải nhìn cái bảng tên mới biết luôn á. Anh xin lỗi Phương thiệt. Trong khi dòng trước bé nó không hề được lên tiếng, qua dòng này nhờ được bấm nút chọn đồng hồ đầu tiên mới ghi cho mình được 1.500 điểm. Rồi anh Quách Ngọc Tiên anh quay qua rồi ăn hết 1.500 điểm của người ta luôn. Như vậy là sẽ chuyển điểm từ Phương sang cho Tuyên, 1.500 điểm. Vừa rồi chúng ta trải qua có thời gian là 1 phút 30 giây. Đó giờ em có coi anh Tuyên diễn bao giờ chưa em? Em coi hết các phần của anh Chị Cá mà. Trời ơi, em quyết định lại. từ bây giờ trở đi là em chỉ xem anh Đại Nghĩa thôi. Tự nhiên chơi chương trình mất fan thì mới vậy. Người ta coi Vi Cá của em hết bao nhiêu tập mà Tuyên, cũng tốn bao nhiêu tiền internet trong đó dành cho em mà Tuyên. Thực sự cái này anh không biết rồi, anh không muốn vậy. Anh xin lỗi em. Mình vẫn là anh em Phương nha. Ok anh. Còn với Phương thì cảm ơn em đã đến với chương trình này nha. Dạ. Tiếc cho em khi em phải dừng lại hơi sớm một chút, nhưng anh vẫn sẽ dành cho em một cái phần quà. Dạ. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Hãy quay lại với chương trình sau ít phút nữa nha, thưa quý vị. Chúng ta đã đến với vòng thi thứ 3. Còn lại Tử Đằng đang có 5.500 điểm. Thủy Ngân thì đang có 2.000 điểm. Còn Tuyên đang cao nhất với 8.000 điểm. Bây giờ thì Ngân sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ em nha. Mời em. Đồng hồ số 2. Câu hỏi dành cho Ngân bắt đầu. Twitter và Facebook, mạng xã hội nào ra đời trước? Facebook. Đúng. Tiếp.
Hóa xa là tên gọi cũ của loại phương tiện nào? Xe lửa. Đúng. Tiếp. Manhua là thể loại truyện tranh của quốc gia nào? Hàn Quốc. Đúng. Đàn. Violon, đàn bầu, guitar, trống. Loại nhạc cụ nào không có dây? Trống. Đúng. Tiếp. Năm 2018, cầu vồng tuyết, bàn thắng mang tính biểu tượng của U23 châu Á do cầu thủ nào lập nên? Không biết, bỏ qua. Bơi trường sắp còn được gọi là gì? Bơi lội, bơi lặn, bơi sải. Đúng. Tiếp. Cá chuồng sống ở môi trường nước mặn hay nước ngọt? Nước mặn. Đúng. Anh Tuyên. Mai cao hơn hoa 2cm, bình thấp hơn mai 3cm, hỏi ai cao nhất? Mai. Đúng. Ngân. Phù kế là dụng cụ. Một lần nữa, Quách Ngọc Tuyên đã tuyển một người đẹp của chúng ta lên đường. Tại sao vậy Tuyên? Em làm như là em không ưa các bạn nữ trong gia đình mình hay sao vậy Tuyên? Em đâu biết hai bạn nữ đứng kế bên em. Mà đứng bên... kế bên em nữa. Bên trái bên phải vậy thôi chứ em có biết gì đâu, em quay mặt làm ngơ luôn rồi. Hồi nãy bên đây cũng Phương lên đường. Bên này gọi nhanh hơn nha. Có nhanh hơn nhưng mà vẫn còn nha. Ngân. Chưa kịp nói gì luôn đó anh. Cái điều này nó lặp lại giống như Phương nãy đó. Dòng trước không ai ngó tới hết. Đến phiên dòng này mới được bấm nút chọn đồng hồ. Mới nói được có vài ba câu. Canh tiên anh gọi tên mình, cái đưa mình ra đi luôn. Anh yên tâm là những cái bộ phim của anh em sẽ không xem nữa. Trời ơi, tự nhiên mà mất thêm một fan nữa là hai fan. Mất thêm một fan nữa. Em ơi, thời buổi bây giờ khó khăn lắm. Thật sự là tất cả những gì anh làm sản phẩm là làm bằng cả tâm huyết của anh. Anh nói thiệt, bây giờ đầu tư chất xám, công sức, tiền bạc. Trời ơi, bây giờ kể lễ kìa. Em ơi, em kể lại, để đến được với chương trình này em phải đầu tư rất là nhiều cái phải không Ngân? Dạ đúng rồi. Em kể cho Tuyên nghe em đầu tư những gì nè. Để mà đến đây là em phải đầu tư là make up nè, quần áo nè. Vậy mà cuối cùng là bị anh Tuyên loại một cách rất là tội tử thế này. Đó. Anh có thể là bỏ thời gian make up lại cho em, anh có thể đầu tư cho em một bộ đồ khác. Nhưng em đừng giận anh nha. Em ơi, tiếp tục theo dõi phim của anh nha. Vừa rồi có thời gian chúng ta trôi qua cũng khá nhanh, chỉ có 45 giây thôi. Và Thủy Ngân sẽ phải chia tay với chương trình, nhường 5.000 điểm đó lại cho Quách Ngọc Tuyên. Trời ơi, em làm giàu nhờ hai người phụ nữ đẹp đó em. Chúc em làm giàu nhờ hai cô gái này đó Tuyên. Đúng, mình thành công là nhờ có phụ nữ sau lưng. Rồi, chúc anh là sống tốt. Anh là sống tốt. Trời ơi. Con quái này nó còn thâm hơn em. Mà mặt của Ngân á, chúc anh sống tốt. Sống tốt. Và okay, chúc em vui nha Ngân nha. Và anh cũng sẽ gửi tặng cho em một phần quà của chương trình, một chiếc điện thoại thông minh. Vẫy tay chào người ta đi nào Tuyên ơi. Tạm biệt vâng, Thủy Ngân. Vâng, chào anh và chào ở đây. Ở nhóm 2 chỉ còn lại hai người đường ông. Tử Đằng đang có 8.500 điểm, thấp hơn Tuyên. Cho nên em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Dạ. Mời em. Đồng hồ số 4. Thời gian dành cho Tử Đằng bắt đầu. Dạ. Thiên thể nào nặng nhất trong Thái Dương hệ? Thiên thạch. Sai, là mặt trời. Dạ. Vùng đất sen hồng là chỉ tính nào ở miền Tây Nam Bộ? Dạ, Đồng Tháp. Đúng. Tiếp. Trâu thường được biết đến với màu da đen, vậy có trâu trắng không? Dạ, dạ có. Đúng. Dạ tiếp. Con người có bị lây nhiễm cúm da cầm không? Dạ có. Đúng. Anh Tuyên. Truyện Kiều của Nguyễn Du được viết theo thể thơ nào? Lục Bát. Đúng. Đăng. Nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Anh hay ở Mỹ? Ở Anh hay Mỹ nào Đăng? Ồ dạ ở Mỹ. Đó đúng luôn. Thấy không có gì, đâu phải người ta không trả lời được đâu. Mà bị gì có người gọi tên chậm quá. Em gọi rất là nhanh lắm á. Kỳ này em rút mỗi một vòng em rút kinh nghiệm ra, ở đây lâu hơn tí, ở đây gần hơn, ở đây em gọi liền luôn, khỏi suy nghĩ. Không, nhưng anh Tuyên, mà anh may mắn quá anh. Không, cái vấn đề là em suy nghĩ hơi lâu trong câu trả lời của em. Truyện Kiều của Nguyễn Du được viết theo thể thơ nào? Quá quen thuộc, hồi nhỏ mình đi học nhiều rồi mà đúng không? Thì thay vì nó Lục Bát luôn đi. Tiên. Cho nó chắc anh. Thì nhờ cái sự mà chắc chắn của em đó. Tại em Đằng trả lời nhiều quá. Không, tại vì em chơi chiến thuật á, nhưng mà chiến thuật của em nó hơi bị xui cho nên. Vừa rồi chúng ta trải qua cái gói là 30 giây. Em cũng nghĩ là trong đầu em sẽ 30 giây thôi, em đợi tới 25 giây nó anh Tuyên luôn. Mà anh Tuyên trả lời, anh Tuyên dội qua em luôn là. Nhiều khi ta nói người tính không bằng trời tính. Dạ, thì đó. Đó. Mình tính toán cũng chi ly lắm, mình nhắm chừng 5 giây nữa thôi. Ai về câu sau kia Tuyên ghê hơn mình. Dạ. Ngưng tới 4 giây. Nên là thật sự không đoán được bao nhiêu giây đâu. Dạ. Đúng rồi, nó khó là khó. Dạ. Cái chỗ đó. Khó là khó chỗ đó. Và Tử Đằng, điểm số của em hiện nay là 11.500 điểm. Dạ. Và phải nhường qua cho Quách Ngọc Tuyên. Dạ. Ủa, một mình em lấy hết luôn hả? Một mình em ôm trọn nha. Bây em giờ lớn. Là 25.500 này nè. Em lớn em chơi, ngày chơi sao đẹp. Bởi vậy nó hơi kỳ đúng không? Thôi kệ, nhường anh lớn chơi anh ơi.
Lẽ ra anh lớn phải nhường cho em Út rồi kia chứ. Vẫn coi những sản phẩm của tụi anh chứ. Dạ không, em bây giờ em coi anh của anh Nghĩa không à. Trời ơi. Em bỏ anh Tuyên luôn rồi. Em coi hết các phần của anh Vi Cá mà. Từ bây giờ trở đi là em chỉ xem anh Đại Nghĩa thôi. Anh yên tâm là những cái bộ phim của anh em sẽ không xem nữa. Trời ơi. Sau chương trình này tự nhiên Đại Nghĩa có thêm 3 fan mới trong cái tập này, trong cái đội này. Còn Quách Độc Tuyên mất đi 3 fan. Trời, chơi kỳ quá. Thôi chắc không sao, em mất 3 bạn fan này nhưng mà em được fan của khán giả truyền hình gấp biết bao nhiêu lần nữa. Chắc gì em. Không, mọi người thương Tuyên chứ. Để coi sao nha. Còn với Tư Đằng, anh cũng sẽ gửi cho em một phần quà từ chương trình. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Tuyên sẽ là người đại diện nhóm mình bước vào vòng sau để tiếp tục chinh chiến cùng với cô nàng người gớm nhất, giỏi nhất của nhóm 1. Cô nàng hả? Đẹp nha em. Lại là phụ nữ. Nãy giờ là hai cô gái là ra đi vì em nha Tuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ là ít phút trước khi chúng ta bắt đầu với vòng thi tiếp theo, vòng đối mặt. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đối mặt. Đây là vòng thi dành cho hai người chiến thắng của hai đội. Đó là Thu Hiền ở đội 1 và Quách Độc Tuyên là ở đội 2. Hiện nay thì Hiền đang có 13.000 điểm và Tuyên đang có 25.500 điểm. Vòng này thì mỗi một người của chúng ta sẽ có một cái đồng hồ riêng 60 giây. Anh sẽ đọc câu hỏi liên tục và các em không cần gọi tên nhau nữa. Anh sẽ là người gọi tên. Chỉ cần trả lời đúng một cái thôi anh sẽ gọi tên người còn lại. Và khi nào đồng hồ của một trong hai người dừng lại trước, trở về không trước thì xem như người đó thua cuộc. Và cái người còn lại đương nhiên sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Và bây giờ sẽ là phần thi của Hiền trước nè, bởi vì điểm mình đang thấp hơn ta. Câu hỏi dành cho Hiền, bắt đầu. Cha là tên một loài thực vật hay động vật? Thực vật. Đúng. Tuyên, ẩm thực tỉnh nào nước ta có món đặc sản cơm cháy thịt dê? Ninh Bình. Đúng. Hiền, trong câu nam tả nữ hữu thì tả hữu ở đây có nghĩa là gì? Trái phải. Đúng. Tuyên, huyện nào của thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh đất thép thành đồng? Củ Chi. Đúng. Hiền, trong toán học khái niệm nào ngược lại với đạo hàm? Bỏ qua. Cây gì tên sợ người cười, hễ ai chạm phải đang tươi héo liền? Cây mắc cỡ. Đúng. Tuyên, nước nào được gọi là xứ sở kiwi? New Zealand. Đúng. Hiền, kính viễn vọng hay kính hiển vi, loại kính nào được dùng để quan sát các hành tinh? Kính viễn vọng. Đúng. Tuyên, bộ phận nào của hươu nai mỗi năm có thể rụng đi mọc lại? Sừng. Đúng. Hiền, nhà trưng bày Hoàng Sa nằm ở thành phố nào nước ta? Đà Nẵng. Đúng. Tuyên, Glamour, Vogue, Elle là những tạp chí lâu đời trong lĩnh vực nào? Bỏ qua. Trụ sở chính của công ty Google đặt tại tiểu bang nào của Hoa Kỳ? Washington. Sai, bang California. Cua đá, cua đinh, cua đồng, con nào không thuộc bộ cua? Cua đinh. Đúng. Hiền, nguyên tố nào đứng đầu trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? Hydro. Đúng. Tuyên, thành phố cảng Hải Phòng là cửa ngõ quan trọng hướng ra vịnh nào? Bỏ qua. Loại đất nào là đặc trưng cho vùng Tây Nguyên? Đất đỏ Bazan. Đúng. Hiền, Wi-Fi là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến hay hữu tuyến? Vô tuyến. Đúng. Tuyên, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh có con đường nào được mệnh danh là phố đèn lồng? Lương Nhữ Học. Đúng. Hiền, bệnh mất trí nhớ Alzheimer được đặt theo tên của một bác sĩ hay một bệnh nhân? Bác sĩ. Đúng. Tuyên, người Nhật thường mặc bộ sukata truyền thống tới các lễ hội vào mùa hè hay mùa đông? Mùa đông. Sai, mùa hè. Hoàn thành câu sau, kim vàng. Hết giờ. Hơi khớp đúng không anh? Do nãy Tuyên có sai một vài câu, mất thời gian ở đó hơi nhiều, cho nên là cái đồng hồ thời gian của Tuyên đã kết thúc trước. Còn cái đồng hồ thời gian của Hiền còn lại 16 giây. Tuyên ơi, có thua cũng không có cái gì mà ray rứt hết trơn á. Bà chúa thời gian ở đây. Dạ. Em bán đồng hồ. À. Dạ. Thực ra cái đồng hồ mà chương trình đang sử dụng là của bạn này tặng đó. Không, anh có mua đồng hồ em tặng anh cái, coi như là cảm ơn anh. Nãy giờ là tặng hết cái chục cái rồi đó em. Dạ, để mình tặng nhiều đi lắm. Chơi, đi game show là lỗ quá hả? Bởi vì khi mà loại người này người kia đó là cảm giác có lỗi phải. Dạ đúng cái. Rồi, em cũng cảm giác hơi có lỗi. Chứ còn nãy Tuyên cũng loại hết mấy người mà không có tặng cái gì hết trơn nha. Giờ thì Tuyên sẽ phải nhường 25.500 điểm của Tuyên sang cho Hiền. Yeah. Chà, số điểm giờ cao quá trời luôn, 38.500 điểm. Còn Tuyên thì sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Ủa, sắp tới anh Vi Cá có phần sau nữa không em? Dạ có anh. Nhưng mà đợt này em nâng cấp lên, em làm phiên bản điện ảnh. Wow, phiên dạ. bản điện ảnh. Dự tính chừng nào bấm máy? Theo dự tính của em với là anh em trong ekip đó là sẽ qua Tết ta. À,
Như vậy là có thêm một sản phẩm từ Web Drama được nâng cấp lên thành phiên bản điện ảnh, đó là Anh Vi Cá. Nhưng mà chắc là phải một cái tên khác chứ hả? Nó sẽ là Anh Vi Cá Sự Trở Lại. À, trước đó Web Drama là Vi Cá Tiền Truyện, rồi giờ là Anh Vi Cá Sự Trở Lại. Mong rằng quý vị khán giả sẽ đón nhận và yêu thương anh em nghệ sĩ chúng tôi nhiều hơn nhé. Cảm ơn Tuyên đã đến với chương trình. Và bye bye. Một chiếc điện thoại thông minh cũng là phần quà dành tặng cho Quách Ngọc Tuyên. Còn Thu Huyền, em sẽ là người cuối cùng bước vào vòng đặc biệt của Đối Mặt Thời Gian. Thưa quý vị, trước mặt Đại Nghĩa bây giờ là người chiến thắng. Người chiến thắng của cả hai đội chơi đầu tiên luôn. Đó là Thu Huyền, cô ấy bán đồng hồ, cô ấy làm chủ thời gian. Cô ấy rất là tự tin vào bản lĩnh để vượt qua những đối thủ khác để có mặt tại đây, ngay tại vòng này, đó là vòng đặc biệt của chương trình. Ở vòng này thì Hiền, nếu như em trả lời đúng cả 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra trong khoảng thời gian dưới 30 giây hoặc là tới 30 giây thì em sẽ nhận được 100% số điểm thưởng mà em đang có, quy ra tiền mặt. Nhưng mà nếu như chỉ cần em trả lời đúng được 5 câu mà qua 31 giây, từ 31 giây cho tới 40 giây thì em chỉ còn lại 50% giá trị điểm thưởng mà thôi. Còn nếu như em sử dụng đến 50 giây để trả lời đúng được 5 câu thì số tiền thưởng của em chỉ còn lại 25%. Và nếu em sử dụng trọn vẹn hết 1 phút của chương trình thì số điểm thưởng đó chỉ còn lại 12,5% mà thôi, em nhớ chưa? Cố gắng lên nha. Dạ. Chương trình thì có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà trong số những câu này em chỉ cần đúng được 5 câu thôi là anh kêu dừng thời gian liền cho em. Cố lên. Câu số 1 dành cho Thu Huyền, bắt đầu. Dòng nhạc Bolero có nguồn gốc từ quốc gia nào? Tây Ban Nha. Đúng. Hiện nay tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là 3 số gì? Bỏ qua. Công ty tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia vào vũ trụ là SpaceX hay Crew Dragon? Space. Đúng. Món ăn nào được các vua chúa nhà Nguyễn phê 4 chữ thập toàn ngũ đắc? Bỏ qua. Trong tuồng tích dân gian Nghêu Sọ Phến, ai là nhân vật thầy bói? Bỏ qua. Lá cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN có mấy màu? 4 màu. Đúng. Thịt heo gạo hay thịt bò gạo là các cách gọi khác của thịt đã nhiễm gì? Thịt heo gạo. Sai, đã nhiễm sáng. Sân vận động nào dự kiến sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam? Bỏ qua. Hải thượng Y tông Tâm Lĩnh là bộ sách y khoa nổi tiếng của ai? Bỏ qua. Giải Pritzker là giải thưởng danh giá của ngành nào? Bỏ qua. Việt Nam dùng múi giờ UTC cộng 7 làm chuẩn trên toàn quốc từ năm nào? Bỏ qua. Nước nào đã phát minh phương pháp bảo quản thực phẩm bằng cách đóng hộp? Có hay ăn đồ ăn đóng hộp không em? Dạ có, nhưng mà cái thời gian đó, nó nhanh quá, gấp gút quá, cái xong cái em nghĩ không kịp. À, giờ nghĩ lại được không? Đây, nước nào đã phát minh phương pháp bảo quản thực phẩm bằng cách đóng hộp? Em nghĩ chắc Mỹ. Là nước Pháp. Ha, đồ hộp nó trở nên nó quá thông dụng, nó quá phổ biến trên toàn thế giới. Và nó là một trong những cách bảo quản đồ ăn nó hữu hiệu nhất. Nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ đến cái việc là ai là người đã nghĩ ra cái cách này đầu tiên. Người nước nào thì đó chính là người nước Pháp. Với những câu hỏi vừa qua thì Hiền trả lời đúng được 3 câu. Và vì vậy em sẽ nhận được một số tiền thưởng từ chương trình, đó là 5 triệu đồng cùng với một chiếc điện thoại thông minh. Thưa quý vị, hai người chiến thắng của hai đội thì mỗi bạn sẽ nhận được một cái điện thoại thông minh. Đó là phần quà trước tiên mà chương trình dành tặng cho các em. Quách Ngọc Tuyên một cái nè, Thu Huyền một cái nè. Mà ngoài ra Hiền còn có thêm phần quà khác nữa nhiều hơn em nha Tuyên. Ha, 5 triệu. 5 triệu đây là một cái phần quà mà chương trình dành tặng cho em, bởi vì em đã đến với vòng đặc biệt và thắng được 3 câu. Mặc dù không hết được 5 câu nhưng mà 3 câu, cho nên mình có một phần quà, phần thưởng an ủi, động viên, khích lệ. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đối Mặt Thời Gian cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21:35 trên kênh HTV7. Và cảm ơn nhãn hàng Gucci đẳng cấp từ chuyên gia đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye. Bắt đầu. Sáng. Đúng. Nga. Ca sĩ nào? Hải Âu. Đúng. Bách. Cái vụ mà thôi Nghĩa ơi, anh già rồi. Mỹ. Đúng. Tiếp. Ca sĩ Lady. Đón xem tập tiếp theo của Đối Mặt Thời Gian mùa 2 trên kênh HTV7.